Xin thân ngại cho quý vị tiếp đến kênh Bất Động Sản Huế sẽ gửi đến anh chị em một số mới tiếp theo được xuất bản hàng tuần để anh chị em ai có quan tâm thì cũng dễ theo dõi và biết được. Nếu có yêu cầu gì thì xin cứ gọi điện hoặc là để bình luận phía dưới video. Kênh Bất Động Sản Huế sẵn sàng hồi âm trên kênh Huy Nguyễn. Và đây là một vài ngôi nhà muốn giới thiệu đến quý anh chị em, nằm ở đường Duy Tân, đường Kiệt Duy Tân. Đây là một ngôi nhà có đến 12 phòng, được xây và khép kín, hiện trạng là đang cho thuê. Mời quý vị anh chị em quan tâm thì xem cái ngôi nhà này. Và đây là con đường vô cùng quen thuộc của người dân thành phố Huế, đó là đường Trần Phú. Con đường này chạy đến đường Duy Tân. Để đây là một hình ảnh để gửi đến những bà con phương xa ngoài tỉnh đang quan tâm tới cái kênh Bất Động Sản Huế thì cũng một phần nào đó hiểu được con đường hạ tầng dẫn đến cái lô đất mà cái kênh Bất Động Sản Huế đang muốn giới thiệu đến quý vị cùng các anh chị em. Con đường này, hết con đường Duy Tân này thì sẽ đi đến đường Ngự Bình và rẽ ra ngoèo Giang Say, hoặc đi thẳng thì sẽ đến đường Nguyễn Khoa Chiêm và đi đến các cái trung tâm của các trường đại học Huế. Đây là một cái số hình ảnh gửi đến các bà con. Vì trong lúc làm việc thì ông cũng có thể là di chuyển hơi nhanh, nên chia quý bà con cùng anh chị em cùng thông cảm. Và qua hình ảnh thì quý bà con cũng một phần nào đó hiểu được các cái quang cảnh xung quanh khi mà dẫn đến cái ngôi nhà của kênh Bất Động Sản Huế. Và trong thời gian qua cũng rất cảm ơn những ai đã đăng ký và đang theo dõi, vì có một số ý kiến bà con ở phương xa trong mùa dịch Covid này thì cũng đã liên hệ xem cái kênh Bất Động Sản và muốn trở lại quê hương thành phố Huế. Thì qua cái hình ảnh đang di chuyển thì bà con cũng đã hiểu được. Qua cái ống kính của kênh Bất Động Sản Huế đang dẫn đến thì một cái tài sản đang giao dịch, mời quý vị cùng bà con xem để hiểu được. Và đây là cái ngôi nhà mà kênh Bất Động Sản Huế muốn giới thiệu đến bà con. Đây là đường kiệt của đường Duy Tân. Quý vị anh chị em nhìn vào thì có thể thấy được là xe ô tô đầu đó một chiếc, thì cái kiệt này vào xe ô tô rộng rãi thoải mái. Và cái tài sản bên Bất Động Sản Huế số mới muốn gửi đến quý anh chị em là cái ngôi nhà này. Ngôi nhà này hiện trạng là đang có nhiều phòng để cho thuê, hoàn toàn là khép kín, bề rộng là 7 mét, tổng diện tích là 100 mét. Đây là ngôi nhà này làm 2 tầng. Hiện trạng ngôi nhà này là ở đây, các ngôi phòng đang cho thuê ở đây. Khép kín.
đẹp. Chị em có thể nhìn thấy được cái ngôi nhà này từ ở đây, từ cổng sắt này. Ngôi nhà này hiện trạng đang có nhiều phòng cho thuê, và đây là cái cầu thang ngoài để sinh hoạt cái tầng trên, và đây là tầng dưới. Rồi. Và đây là cái đường đi vào, ước lượng là cỡ 6m đến 7m con đường này. Như vậy để quý anh chị em có thể biết được cái hạ tầng và máy và ngoài kia là con đường Duy Tân hoàn toàn rải nhựa. Đường này cách đường Duy Tân cỡ 10m, ô tô đã hoàn toàn đi vào thoải mái. Một chiếc ô tô đầu ở bên này thì còn một hơn một nửa ở đường bên này. Thì chủ sở hữu sẽ gửi đến cái giá của cái ngôi nhà này đến kênh bất động sản Huế là 2.890 tỷ. Đây là một cái địa điểm khá đẹp, hạ tầng cũng rộng rãi, gồm có nhiều phòng khách kín đáng cho thuê. Hiện trạng cái tài sản này là được thông báo đến những ai đang quan tâm đến kênh bất động sản Huế Huy Nguyễn, và hẹn lại quý vị cùng các anh chị em cái số mới được ra tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.